Mình chào các bạn. Hôm nay thì tiếp tục là một chiếc Vespa 946 phiên bản rồng sẽ về với chủ nhân mới. Hôm trước thì một chiếc về với Nha Trang. Chiếc này thứ hai vừa về cửa hàng mình thì khách cũng đã chốt luôn rồi. Và hôm nay khách sẽ nhận xe ship về An Giang nha các bạn. Về thành phố Châu Đốc An Giang luôn nha. Đây rồi. Siêu phỏng Vespa 946 phiên bản rồng. Địa chỉ cửa hàng Mai Duyên, lỗ số 67, đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha. Đây chính là tuyến đường Triệu Nương nè các bạn. Từ thành phố Sóc Trăng các bạn về đây khoảng chừng chỉ có là 5 cây số thôi ha. Tầm khoảng 5 cây số thôi. Đạt tiêu chuẩn rồi, đừng có quay em nhiều quá. Có một điều á. Chú Tạp. Đặc biệt á là khách này mua về chạy luôn nha các bạn. Bên mình sẽ khui thùng ra, gáp câu bình nổ máy luôn, test cho khách. Ok không? Rất là VIP. Thì đây, đang mở ra nè. Đang mở nó ra. Đặc biệt nhất vẫn là nổ máy. Trời ơi, mình chờ giây phút này các bạn ơi. Đây nè ha, bao nhiêu đây còn không? Ha, mình đang chờ nổ máy nó rất là lâu rồi. Đây rồi ha. Đây. Cận cảnh khui thùng, khui hộp. Lần thứ hai chiếc Vespa 946 phiên bản rồng này. Đẹp ghê cả. Đây cũng là phiên bản Mỹ. Động cơ 155 phân khối nha các bạn. Phiên bản Mỹ nha. Cái trên này mình khỏi giả đâu hả? Ôi, còn phiên bản 125 là bên mình không có về. Nếu mà nó về thì giá chỉ từ là 5 triệu thôi. Tức là hơn 500 triệu thôi. Các bạn có thể đặt cọc. Mình nhắc lại nha, bản 125 bên mình chưa có về. Nhưng nếu các bạn đặt, bên mình vẫn mang về. Và giá cực kỳ hợp lý là chỉ là hơn 500 triệu thôi. Còn đây là bản rồng 155 phân khối, bản Mỹ nha các bạn. Clip này rồi bên mình sẽ gửi luôn cho khách để anh trai xem luôn quá trình bên mình là khui thùng và câu bình nổ máy xe ở thành phố Châu Đốc An Giang nha các bạn. Đây. Đây là anh Thảnh nha. Đó, cặp gương nè các bạn. Cặp gương nè các bạn. Cái chân á, cái chân đeo bắt cái gương. Tại vì nó có cái lỗ này. Bên ngoài làm gì? Đây là cái bộ chìa khóa. Mình sướng lắm, mình được cầm chìa khóa không hà. Chứ mình không có chạy. Mình chỉ là người sướng thứ 3, thứ 4 vậy thôi. Tại vì cái người mà trực tiếp đổ xăng rồi đổ máy nó mới sướng. Và cái người sướng nhất á, là cái người chủ xe này ha, là sướng nhất rồi. Mình là người sướng thứ 2, thứ 3, thứ 4 vậy thôi ha. Được cầm chìa khóa, được sờ mó nó thôi. Các bạn, gương nè. Các bạn nhìn thấy nước sơn không? Nè, nó có cái chân nè. Thì cái bát nãy để gắn vô đó các bạn. Đó. Đóng gói lại hết. Đây ha. Vô luôn. Sẽ về với Châu Đốc An Giang. Bình ắc quy của xe sử dụng bình là bình có nước các bạn, nên là mình sẽ châm nước. Ha. Đây nè, nó đó, nó đây nè, nè. Đó, thấy không? Nó đó, được rồi, được rồi. Đây. Cận cảnh quá trình câu bình châm xăng nổ máy siêu phẩm Vespa 946 rồng đa gần. Thằng Yên nè. Ê, Thảnh này năng hết cha nó. Thằng Yên này chưa có ai ngồi nha các bạn. Chưa có ai ngồi nha. Bạn thấy cái da không? Một lớp da đỉnh không? Đây, bình ắc quy.
châm nước luôn nè các bạn. Đó. Clip này mình sẽ ghi là cận cảnh quá trình châm nước câu bình đổ xăng và nổ máy siêu phẩm Vespa 946. Ồ, vậy luôn á hả? Đỉnh vậy? Mình dẫn cái nó vô luôn hả anh? Hay quá. Dạ. Nó bên áo nó chụp quá cho nè. Đó, nó đang xuống đó các bạn, thấy không? Giật xuống rồi đó. Biết các bạn ha. Nè, tới dưới rồi nè. Rồi, hết nha. Đây. Hết trơn đó các bạn. Ấm luôn á các bạn. Kìa. Ấm nha. Đang sôi nè. Ừ. Nó đang sôi đó các bạn. Đây ha. Rồi. Cái miếng ốp nè các bạn. Cao su nha. Dưới còn một miếng cao su nữa nè. Cao su để chặn sình ha. Có mấy trăm ngàn mà nhóc cái quá hỏng không? Rồi cái này là để đè cái bình xuống nè. Tại sao đi bán nuôi chồng không để chồng. Vì giặt xô. Có vợ tôi á, tôi lừng mà ăn chơi nhậu nha. Thì cực ông mà lần bà luôn nó lừng lắm nè. À, cái miếng cao su nó lọn dưới để mà nó chắn sình đó các bạn. Miếng cao su á nhận họ rất là kỹ nha. Đó, đậy lên vậy đó. Phải dùng vải sạch, vải mới luôn đó các bạn để lau ha. Đây, đã xong. Bây giờ là đổ xăng nữa nha các bạn. Đây rồi. Đổ xăng nha. Đồng. Hai cống hả Thẩm? Rồi thêm cống nữa nha. Đó. Trời ơi, có nắp nè các bạn. Một cống nữa. Mình sẽ đổ hai cống. Đây, cống thứ hai nha. Rồi, ok. Đây, ghim khóa rồi đó các bạn. Ai nè. Trời ơi. Các bạn thấy cái đèn không? Đây nha các bạn, siêu phẩm Vespa 946 chính thức nổ máy. Êm ru à các bạn, êm ru luôn.
sụp. Cụm đèn hậu nè các bạn. Máy êm quá. Máy êm ru rồi các bạn. Rồi cụm đèn hậu nè, cực đẹp không? Cực đẹp luôn đó các bạn. Các bạn nhìn nè. Cái sơn nè. Đóng thùng lại rồi. Đỉnh ha. Phiên bản Vespa rồng chính thức nổ máy. Đây, ốp tay nè các bạn, còn bọc nha, nó bằng da luôn á. Còn nhìn nè. Xe này là đóng gì luôn đúng không? Đóng gì luôn, nó chay trong cầu. Đây à. Nó có đây cho anh cả anh ta không? Đó. Nhìn nó mặt sao lại. Ok. Đó. Trời ơi, nó như viên kim cương vậy nè các bạn, các bạn nhìn nè. Ở đây nè. Như viên kim cương vậy đó. Giống hịch luôn. Chiếu quá, nó chiếu quá. Chiếu sao? Nhanh sao cũng gì luôn à? Đúng rồi anh. Hả? Nè. Đẹp ghê, chạy mấy tấn nghệ. Nó chơi nó thải con rồi, thải bắt điện thoại bắt quan nó đi ngồi chạy đó rồi bò rồi chưa? Cái Thảnh ơi. Dạ. Xin có cho mượn cái đó đi. Cái gì? Cho mượn cái này đi không? Cho mượn cái này đó. Ba lấy gì mà lấy ba? Ba lấy gì mà lấy? Đẹp quá các bạn. Nước sơn nè. Nó đang ở ngoài nắng nè các bạn nhìn đi. Còn này là sơn bóng nha. Còn này sơn mờ nè. Cực sang. Màu này đẹp quá. Đây các bạn ơi, mình xem lại trọn vẹn cái xe nha, trước khi nó lại được quấn bọc và ship về cho khách. Bạn thấy không? Tuyệt phẩm luôn. Ha, tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm. Ở chợ luôn á. Chảnh có nhà người quen. Có không? Có người quen chảnh không? Tá túc có chảnh được đó mày ơi. Nhưng mà mày có người em à. Rồi, chùm lên đi. Chùm bọc chùm gì lên đi rồi bắn đồ hết chưa? Cái này mấy cái này kiểm tra hết. Đâu rồi, kỹ thuật quay phim gì bên mình đâu rồi, quay chứ gọi tao đóng à. Mà chưa đóng đồng nè. Trời ơi, trời. Nó quay phim không? Liệu đâu? Đây số khung nè các bạn. À, số khung đây nè ha. Để mình chụp hình lại gửi cho khách đó các bạn. Số khung. Rồi xong chưa? Cái coi đó các bạn. Rồi chùm lại nè các bạn ơi. Rồi xong rồi đó các bạn, đã xong nha. Bây giờ chỉ còn lên tải nữa thôi và về tới thành phố Châu Đốc An Giang. Rồi thôi. À, phải gàn dây lại nha các bạn. Đây. Đây, phía trước cửa hàng Xe Mai Duyên nè các bạn. Số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, Sóc Trăng nha. Rồi, bye bye anh Tệt nha. Anh Tệt sẽ đi về Châu Đốc An Giang. Chào khán giả cái anh Lanh ơi.
Rồi ok. Mình sẽ ok, mình sẽ khép lại cái video này đây luôn các bạn. Rồi nha, tiệm Vespa về nhà mới. Các bạn nào quan tâm thì mình cứ alo cho nhân viên đi ha, để được tư vấn chi tiết hơn. Ba số điện thoại di động trên màn hình để các bạn tư vấn. Vespa 125, Vespa 155 luôn. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ha. Xin chào các bạn.